20 mẹo vặt siêu hữu ích sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn gấp nghìn lần. Hãy lưu ngay vào đầu những mẹo vặt siêu hữu ích này vì chắc chắn chúng sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn và dễ dàng hơn gấp nghìn lần. Có rất nhiều thủ thuật và bí kíp khác nhau giúp chúng ta đơn giản hóa những việc làm lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện cho đúng và hiệu quả nhất. Dưới đây là những mẹo vặt siêu hay, rất hữu dụng cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo. Làm sao khi giày bốc mùi? Khi đôi giày bốc mùi khó chịu, cách xử lý nhanh nhất là hãy cho một lượng nhỏ bột baking soda vào chúng. Baking soda có tác dụng hút ẩm và mùi khó chịu trong giày, và chỉ trong một thời gian ngắn, những đôi giày của bạn lại sẽ tinh tươm, không còn mùi khó chịu. Khi phép mưa tuya không kéo được thì phải làm sao? Khi phép mưa tuya chẳng may bị kẹt hoặc khó kéo, việc trước tiên là bạn hãy bôi chút sáp lên, sau đó dùng vải khô lau, và ngay lập tức bạn có thể kéo khóa lên dễ dàng. Cách giữ nếp cho kiểu tóc mới. Để giữ nếp cho kiểu tóc mới, trước khi đi ngủ, hãy trải một chiếc khăn lụa trơn mịn lên gối. Làm như vậy sẽ không sợ mái tóc mới của bạn bị cong, vênh hay mất nếp. Cách khôi phục độ co giãn của cổ áo len. Muốn khôi phục độ co giãn của tay áo hoặc cổ áo len, bạn hãy ngâm những khu vực này của áo trong nước nóng khoảng 20 phút. Và sau khi phơi khô, độ co giãn của vải len ở tay áo hoặc cổ sẽ được khôi phục như cũ. Bí kíp xử lý cổ áo, nách áo bị ố vàng. Để xử lý nhanh vết ố vàng nơi cổ áo, nách áo, bạn hãy cho một chút dầu gội đầu hoặc một chút kem gạo dâu vào bàn chải. Sau đó chà lên chỗ bị ố khoảng 4 đến 5 phút, rồi xả sạch với nước là xong. Mẹo xử lý quần áo bị dính sơ vải. Khi quần áo bị dính sơ vải, hãy lấy một miếng bọt biển đã được vắt khô sau khi nhúng nước, lau lên bề mặt của quần áo. Làm theo cách này, ta có thể lau đi những sợi sơ vải khỏi quần áo một cách dễ dàng. Bí kíp để làm mới đồ trang sức. Khi những món đồ trang sức bằng vàng ố cũ, hãy dùng một mảnh da thuộc, nhúng một ít kem đánh răng, rồi lau lên bề mặt của chúng. Ngay lập tức, những món đồ trang sức của bạn sẽ trông như mới. Mẹo hà hỏa nhanh khi ăn phải ớt cay. Khi chẳng may ăn phải ớt quá cay, cách tốt nhất để giúp mình hạ hỏa nhanh nhất là uống sữa thay vì uống nước bạn nhé. Bí kíp gọt khoai sọ mà không bị ngứa. Khi gọt khoai sọ, do tay tiếp xúc với vỏ khoai nên càng gọt tay sẽ càng bị ngứa. Nhưng nếu không muốn đeo găng tay vướng víu, trước khi gọt khoai hãy ngâm tay trong giấm, tay bạn sẽ không bị ngứa nữa. Mẹo loại bỏ lớp sáp trên bề mặt quả táo. Để giúp loại bỏ lớp sáp bên ngoài quả táo, bạn hãy ngâm chúng vào nước nóng ở nhiệt độ cao nhất mà tay có thể chạm vào là được. Lúc này, lớp sáp trên bề mặt quả sẽ nhòe ra. Sau đó, dùng bàn chải đánh răng chà sạch vỏ táo, rồi rửa sạch lại với nước là có thể ăn được cả vỏ. Cách làm khoai tây ra mầm chậm hơn. Mầm khoai tây có chứa alkaloid gây hại cho cơ thể. Khi ăn có thể sẽ bị đau bụng, chóng mặt. Để làm cho khoai tây chậm nảy mầm, bạn có thể đặt một quả táo vào chỗ để khoai tây. Táo sản sinh ra khí ethylene có tác dụng kìm hãm thời gian nảy mầm của khoai tây. Vậy lỡ tay nêm canh quá mặn thì phải làm sao? Khi lỡ tay nêm canh quá mặn, cách chữa cháy nhanh nhất là hãy cho khoai tây cắt miếng vào đun thêm vài phút. Khoai tây sẽ hấp thụ một phần muối và nồi canh của bạn sẽ bớt đi vị mặn rất nhiều. Mẹo để đậu phụ không bị vỡ khi chế biến. Nếu muốn đậu phụ không bị vỡ, trước khi nấu ăn, bạn hãy ngâm chúng trong nước muối khoảng 30 phút. Bí kíp nấu cơm vừa thơm vừa ngon hơn. Bạn chỉ cần cho thêm vài giọt nước chanh vào nước trước khi nấu cơm. Làm vậy, cơm sẽ vừa đẹp mắt lại vừa thơm. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho thêm vài giọt dầu thực vật vào nước trước khi nấu cơm. Cơm cũng sẽ thơm và đẹp mắt hơn. Cách hay giúp bánh quy giòn lâu hơn. Để giúp bánh quy của bạn giòn lâu hơn, khi đóng hộp bánh quy lại, hãy để một viên đường vào cùng. Viên đường sẽ hút khí ẩm trong hộp bánh và giúp cho bánh quy thơm giòn lâu hơn. Mẹo đơn giản giúp giữ hoa tươi lâu. Cách hay nhất để giúp hoa tươi lâu là bạn nên thêm một chút bia vào bình cắm hoa, bởi vì trong bia có chứa cồn, giúp tiêu độc và khử trùng phần cánh đã cắt. Ngoài ra, bia còn chứa đường và các chất dinh dưỡng khác có thể cung cấp dưỡng chất cho hoa. Cách giữ chuối tươi lâu hơn. Bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc phần cuống chuối lại trước khi bảo quản chúng. Làm như vậy, chuối sẽ tươi lâu hơn rất nhiều. Thái ớt bị bỏng tay thì phải làm sao? Có một chiêu cực kỳ đơn giản có thể xử lý vấn đề này. Đó là bạn hãy dùng kem đánh răng rửa tay. Cảm giác bỏng rát vì ớt sẽ tiêu tan rất nhanh. Mẹo mài kéo để chúng luôn sắc bén như mới. Chỉ cần sử dụng giấy bạc và xếp 2-3 tờ lại với nhau, sau đó dùng kéo cắt vài nhát, kéo lập tức sẽ sắc bén như mới. Bí kíp loại bỏ nhanh đề can trên hoàng hóa.
Mẹo cho bạn là hãy dùng máy sấy tóc làm nóng một chút, nhãn mác trên hàng hóa sẽ được bong ra một cách rất dễ dàng mà không hề lưu lại dấu vết nào.